Alo anh ơi, hỏi đặt cái hàng này nó có phiếu bảo hành có gì trao đổi đâu được mà sao tại anh đây không có phiếu bảo hành sao dám mua? Thì là vừa đó tôi mới thử vừa nhưng mà bây giờ không có phiếu bảo hành thì anh có giảm được chút đỉnh không? Giảm tôi lấy luôn tôi khỏi trả. Mua chiếc nhẫn một cây vàng giá 200.000, người đàn ông quyết phải có phiếu bảo hành mới chịu nhận hàng. Mới đây, một người đàn ông mặc dù cũng mua hàng qua mạng như bao người khác, nhưng lại có khả năng dẫn dắt cộng đồng mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo đó, người đàn ông đã đặt một chiếc nhẫn trị giá một lượng vàng với giá 200.000 đồng. Đến khi hàng được giao đến tận tay, người đàn ông lại ngập ngừng không muốn nhận chỉ vì shop không có kèm theo giấy bảo hành. Quá bức xúc trước cách làm việc quá trời là thiếu chuyên nghiệp của shop, người đàn ông đã gọi điện để đòi người bán tờ giấy bảo hành. Thế nhưng do chiếc nhẫn vàng được mua online là chỉ có 200.000 đồng, nên việc cấp giấy bảo hành là điều vô cùng nan giải. Đã đồng ý là tôi mới đặt hàng chứ còn này làm ăn kiểu này thì sao tôi dám đặt đi mua. Còn nếu mà anh nếu anh lấy thì là anh có vấn đề thì anh cứ nhắn tin trực tiếp qua bên em để mình xử lý. Còn nếu không thì anh phải về với em. Em biết là cái này là bên kho là tôi đang đọc thiếu cái nhận hàng chứ. Chắc kiểu này không thiếu bảo hành thì sao dám nhận mua? Vâng, vâng, cái bên kho đọc thoát thì phải là nó sắp. Ừ, cái vấn đề mà anh gặp vấn đề gì anh cứ liên hệ trực tiếp với em. Anh cứ lấy số điện thoại của ổng đi cho anh số điện thoại đó đó. Có gì thì anh gọi số này nè. Bây giờ không có phiếu bảo hành thì anh có giảm được chút đỉnh không? Giảm tôi lấy luôn tôi khỏi trả. Đang sẵn sự bức xúc chưa nguôi, người đàn ông đã mạnh dạn đề nghị shop giảm cho mình 20.000 đồng. Còn 180 thì mình sẽ nhận đơn, nếu không thì hoàn về. Sau khi kỳ kèo qua lại, cả hai đã chốt giá chiếc nhẫn một lượng vàng trị giá 190.000 đồng. Đồng thời, người mua sẽ lưu số điện thoại người bán để phòng khi chiếc nhẫn bay màu, sẽ liên hệ để được bảo hành trọn gói. Hành động đầy quyết đoán của người đàn ông phong bạc đã khiến nhiều người phải lắc đầu bất lực. Chỉ với một chiếc nhẫn nghe qua đã biết không phải hàng thật, nhưng vẫn đòi hỏi không chỉ phải đầy đủ giấy tờ chứng nhận bảo hành, mà còn quyết liệt trả giá dù chỉ được giảm vỏn vẹn 10.000 đồng. Một số bình luận được mọi người để lại. Mua vàng giả trả giá, lấy bảo hành, ông này chắc không phải dạng vừa ở đâu. Mua một lượng vàng có 200.000 mà còn trả giá 20, 20 đó tính ra có 2 chai nước ngọt luôn á, đã đeo vàng giả mà còn trả giá. Không có tiền thì chịu, không có tiền đi, mua vàng giả làm mậu với ai vậy trời, mà đã vàng giả còn đòi bảo hành, chịu ông này thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.